các bạn, hôm nay qua clip này công ty Vingroup Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng súng quân sơn của hãng Star, là có mã là SMV1F Kimex 1.3. Đây, chúng ta nhìn trên hộp súng là SMV1F này, nuzzle là 1.3mm này. Thì nó có mã là SMV1F132G. Đây là dòng súng chuyên phun sơn ô tô, xe máy hoặc là phun đồ nhựa rồi phun đồ gỗ cao cấp. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái hộp súng đây. Giờ tôi sẽ bóc thử cái súng ra và tôi review cho các bạn xem về cái súng SMV1F này. Thì cái dòng súng này á, là dòng súng của hãng Star Đài Loan. Thì với cái chất lượng rất là cao, được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng. Thì đây chúng ta khi mà mua về chúng ta sẽ có cái súng nhá. Nó sẽ có cái đầu tiên là cái cốc. Cốc của nó sẽ bằng cốc nhôm 400ml. Cốc nhôm 400ml. Đây chúng ta sẽ có cái cốc đựng sơn 400ml này. Đó, trên này là sẽ có Star này. Thì chúng ta sẽ xem đây ha. Cốc khá nhẵn, đó, miệng thì nó đỡ dính sơn. Thì tiếp nữa là chúng ta sẽ có thêm một cái súng này. Nó sẽ xem chúng ta sẽ có cái súng. Thì trong cái súng á thì chúng ta nhìn này, nó sẽ có một cái nối hơi để chúng ta gắn vào đầu cái. Thì chúng ta sẽ mở cái súng ra chúng ta xem nhé. Nó sẽ mở cái súng ra chúng ta xem. Thì với cái dòng súng này á thì cái độ tơi mịn nó là khá là cao, có phun bóng, phun màu. Ok hết. Thì đây, chúng ta sẽ xem này. Đó, súng khá là đẹp nha. Nhìn khá là đẹp. Cái làm bằng nhôm mà chất lượng cao nên bởi vậy là cái trọng lượng súng rất là nhẹ. Đó. Thì trên này chúng ta sẽ có cái thương hiệu Star này, Made in Taiwan này. Đó, thương hiệu Star nhập nổi. Made in Taiwan, trên này thông số nha. Đó, mắc bao nhiêu ba. Đó. Thì tiếp nữa là sẽ có mã là SMV1F và cái số serial number là cái số của mỗi súng, nó sẽ có một cái số. Thì chúng ta nhìn nha, cái nắp chụp nó sẽ có 8 lỗ xé tơi sơn và sẽ có số 1.3 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái kim bét ra. Mở kim bét ra nó sẽ có là 6 lỗ này. 6 lỗ, đó, nó có sẽ có 6 lỗ. Thì cái dòng súng này được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng. Thì trong này á thì nó sẽ còn có thêm một cái gọi là cà lê. Đó, và khóa này và một cái bàn chải để chúng ta vệ sinh trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì vào đây nó sẽ có một cái catalog hướng dẫn sử dụng. Đây, trong này nó sẽ có đầy đủ ha. Chúng ta xem thêm ở trong cái hộp súng. Tiếp nữa ấy, là chúng ta sẽ khi mà dùng á, thì chúng ta cần gắn thêm cái lọc nước này vào để cho nó tránh nó lọc hơi, lọc nước nó kỹ hơn. Đây, đây. Nó sẽ có cái lọc nước ở đây, chúng ta có thể gắn thêm vào đây. Thì hoặc là chúng ta có thể gắn thêm cái chỉnh áp nhé. Chúng ta có thể gắn thêm một cái chỉnh áp nhỏ vào đây. Thì ở đây cái chỉnh áp này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn sẽ với mỗi cái dòng súng á, thì nó sẽ có yêu cầu một cái áp lực hơi nhất định. Đó, thì chúng ta sẽ coi ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ gắn thêm cái chỉnh áp vào đây. Đó, chỉnh áp màu đỏ. Đó, phù hợp với súng màu đỏ luôn. Rồi tiếp nữa chúng ta thể gắn đấy, chúng ta nhìn này, nó là khá là gọn nhá. Rồi chúng ta có thể gắn thêm cái lọc hơi ở đây. Đó, lọc nước ở đây. Đó. Thì trong quá trình sử dụng á thì chúng ta sẽ cần thêm cái bộ dụng cụ vệ sinh. Chúng ta có thể thêm cái bộ dụng cụ vệ sinh là LX208 này, gồm 17 linh kiện để chúng ta có thể là vệ sinh sạch cái súng của chúng ta hơn. Và tiếp nữa trong quá trình sử dụng á thì các bạn có thể là dùng thêm cái khẩu trang 3M 2 cục lọc và khẩu trang 3M 1 cục lọc. Đây, chúng ta có thể có khẩu trang nhé. Chúng ta có thể có khẩu trang đây, 3M, khẩu trang 3M 2 cục lọc. Đây. Thì khi mà dùng xong á thì chúng ta có thể là mua lâu ngày nó cái cục lọc này nó bông lọc này nó dơ thì chúng ta có thể mua thêm hộp lọc là 10 cái 10 cái bông lọc này để chúng ta thay thế nó khi cần thiết. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm cái sử dụng cái khẩu trang 3M 1 cục lọc. Đây, chúng ta có khẩu trang 3M 1 cục lọc. Thì
Trên đây công ty VigoVet chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái dòng súng Quân Sơn Star SMB1F. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Thì cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.